Xuất khẩu cà phê cả nước trong tháng 5 vừa qua ước đạt 165.000 tấn với giá trị 396 triệu đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm nay đạt giá trị 2,02 tỷ đô la Mỹ, thiết lập một kỷ lục mới cho xuất khẩu cà phê. Các chuyên gia trong ngành cũng cho biết đạt được trị giá xuất khẩu này do giá xuất khẩu cà phê Việt Nam đang ở mức cao, vượt mốc là 65.000 đồng một kg thu mua trong nước. Với đà giá này, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang tiến rất gần với mục tiêu phá vỡ kỷ lục giá trị xuất khẩu cà phê 4 tỷ đô la Mỹ của năm 2022. Với tầm nhìn từ nay cho đến cuối năm 2023 thì sẽ có một xu hướng dịch chuyển sang sử dụng cà phê Robusta nhiều hơn, và khi đó triển vọng xuất khẩu cà phê của nước ta sẽ tích cực hơn rất là nhiều cả về lượng và giá. Cũng theo Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm, xuất khẩu cà phê vẫn thuận lợi khi nhu cầu tăng trong khi nguồn hàng không được cải thiện. Các thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam vẫn tương đối ổn định. Ở châu Âu, ví dụ như là Hà Lan, Italia, Ba Lan là những cái thị trường mà có mức độ tăng nhập khẩu cà phê tăng cao đáng kể. Bên cạnh đó thì Hoa Kỳ cũng vẫn là cái thị trường mà tiêu thụ cái cà phê của chúng ta rất là tốt và có cái sự tăng trưởng. Còn một số thị trường châu Á thì chúng ta cũng thấy có cái sự sụt giảm hơn. Tuy nhiên về tổng thể chúng ta thấy là cái trị giá xuất khẩu hiện nay đang tăng, đó nó giúp cho ngành cà phê hiện nay đang có cái kết quả xuất khẩu rất khả quan. Cái xu thế tăng giá cà phê thì nó cũng mới diễn ra trong cái thời gian ngắn gần đây và có thể nó sẽ tiếp diễn trong một thời gian từ nay đến quý 3. Tuy nhiên thì cà phê cũng giống như nhiều mặt hàng nông sản khác thì cái sự biến động giá là cái sự thay đổi khá là thường xuyên. Bộ Công Thương cũng khuyến cáo doanh nghiệp cần phát triển cà phê đặc sản, nâng cao chất lượng chế biến cà phê, đảm bảo sản phẩm đầu ra đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng ở các thị trường nhập khẩu.